Với đặc điểm là loại rau được nhiều người tiêu dùng lựa chọn, cải xanh, cải ngọt được gieo trồng quanh năm. Thời điểm này, cải xanh, cải ngọt thường bị các đối tượng sâu bệnh hại phát sinh nặng hơn vụ đông như sâu khoang, bọ nhảy sọc vỏ lạc, bệnh thối gốc. Theo khuyến cáo của Tri Cục Bảo vệ Thực vật Hà Nội, để đảm bảo năng suất, chất lượng sản phẩm đảm bảo an toàn thì người sản xuất nên áp dụng các biện pháp sau. Luân canh cây cải xanh, cải ngọt với các loại rau khác họ để hạn chế sự tích lũy của sâu bệnh gây hại giai đoạn cuối vụ 10 đến 15 ngày trước khi thu hoạch, khuyến khích thu bắt thủ công, hạn chế tối đa sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học độc hại, ưu tiên sử dụng các thuốc bảo vệ thực vật sinh học có nguồn gốc sinh học. Khi thu hoạch sản phẩm phải đảm bảo đủ thời gian cách ly đối với từng loại thuốc theo hướng dẫn trên nhãn thuốc. Nên làm vòm ni lông che mưa để hạn chế sự tác hại của trời mưa đến chất lượng mẫu mã sản phẩm đặc biệt để đảm bảo rau thành phẩm cải xanh cải ngọt thu hoạch phải đảm bảo độ chín sinh lý sơ chế bao gói và bảo quản tốt để chuyển đến tay người tiêu dùng người tiêu dùng nên mua rau tại các địa chỉ cửa hàng với sản phẩm có bao bì nhãn mát và niêm phong mà tri cục bảo vệ thực vật đã kiểm tra